Lưu ý, video này chỉ mang tính chất giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào hoặc đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Wow, trời đất ơi, nhiều người ngoài kia quá à. Hơi hớt quá à. Sắp tới gọi là giờ trình diễn của nhóm tụi mình rồi, nên chúng ta hãy cố gắng thật hát thật hay và tỏa sáng nha, cố lên. Nhưng mà tớ sợ quá à, tớ sợ hát không có được hay á. Thôi em nào, chúng ta đã luyện tập gọi là gần một tuần trời rồi, chắc chắn tụi mình sẽ làm được mà. Ok. Cái lũ mọt sách này mà dám đi thi luôn hả? Được rồi, để xem. Ta sẽ cho người biết mà. Ê, cái lũ mọt sách kia. À, ủa? Ủa, ai vậy? Lũ mọt sách xấu xí. Cho chết nè. Ủa, cái gì vậy? Dừng lại. Không chưa? Tại sao cô lại làm vậy chứ? Chết rồi. Sao áo mình bẩn hết trơn rồi nè. Nè cậu kia. Học sinh này đi thi hát mà mặc đồ như thế kia mà cũng đòi đi thi hả? Thôi xuống dưới giùm cái coi. Tôi thấy ba em là không có tôn trọng khán giả gì hết trơn, đi thi mà sao mặc đồ lấm la lấm lét như nè. Trời ơi, cái gì mà lấm la lấm lét nhìn kinh quá à. Trời ơi, vậy mà cũng đòi biểu diễn. Ghê quá à. Hai xuống giùm đi, mặc đồ như thế này là biết là hát như nào rồi đó, xuống giùm đi. Trời. Ai, trời đất ơi, đừng có hát nữa, thấy ghê quá. Bu, xuống sân khấu đi, đừng có hát nữa, ghê lắm. Mọi người bình tĩnh. Thực ra là biểu diễn thấy mọi người kia ném bùn vào mặt mình, bẩn hết trơn luôn. Mày đúng rồi.
những idol nổi tiếng hơn mấy người. Mấy người chờ đó. Tôi sợ quá, sợ quá. Sợ tự nhiên mấy đứa xấu xí lại xinh đẹp hơn mình và đòi nổi tiếng hơn mình thì chả chạy. Sao nữa? Mấy người này thật chờ đó. Đáng ghét thật mà. Được rồi, tôi sẽ chứng minh cho mấy người biết tôi và những người bạn tôi sẽ trở thành những idol nổi tiếng. Được rồi, chị em à, bây giờ chúng ta hãy cố gắng luyện tập thật chăm chỉ để trở thành một idol siêu nổi tiếng và chứng minh cho họ rằng tụi mình không hề phế vật. Ok, cố lên nào. Mình mà, Sim ơi, tôi thấy họ cũng nói đúng mà. Mình ngoài cái việc hát hay ra thì mình làm gì có gì đâu chứ. Nhan sắc thì không, mọi thứ thì mình cũng không có ngoài giọng hát, thì làm sao làm idol được? Idol thì vừa đẹp vừa hát hay, làm sao mình có được mấy cái đó chứ? Trời ơi, mấy nè, tại sao mấy cậu lại tự tin như vậy chứ? Mấy cậu quên rồi sao? Chúng ta đã hứa với nhau rằng chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng trở thành một idol nổi tiếng và hát cho tất cả mọi người nghe những bài hát chúng ta sáng tác ra mà. Tại sao một người nản chí như vậy chứ? Dù tớ biết là bây giờ tụi mình hơi gặp khó khăn nhiều, nhưng mà không sao, chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng, nhất định tụi mình sẽ làm được mà. Mình thấy Sim nói đúng á. Mình sẽ cố gắng. Nếu chỉ cần cố gắng, chúng ta có thể trở thành idol mà, đúng không? Đúng vậy. Nếu vậy thì chúng ta cố lên. Được rồi, bây giờ ba tụi mình sẽ cố gắng trở thành idol. Và đây là lời hứa của tụi mình. Cố lên. Yes. Được rồi, bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu luyện tập để trở thành những idol nổi tiếng. Nhưng mà tụi mình phải luyện tập đã các bạn ơi. Mọi người yên tâm, buổi luyện tập của tôi không phải là buổi luyện tập bình thường đâu nha. Nó rất là khắc nghiệt. Mọi người có dám đi cùng tôi không? Chở gì đâu mà không dám chứ. Chỉ cần được trở thành idol thì làm gì tôi cũng làm. Được rồi, bây giờ mọi người đi theo tôi. Thử thách đầu tiên chúng ta phải vượt qua. Let's go. Với thử thách đầu tiên để trở thành gọi là một siêu thần tướng idol, chúng ta phải vượt qua rất nhiều thử thách. Và thử thách đầu tiên đó chính là thử thách vượt qua chướng ngại vật. Để trở thành một siêu thần tượng, chúng ta phải có một sức khỏe cực kỳ tốt để mới có thể trình diễn cho tất cả các bạn fan xem và cùng với những người xem. Đấy, chúng ta phải tập sức khỏe trước. Nhưng mà Sim ơi, cậu có chắc không? Tại vì đây đâu chỉ là chướng ngại vật không đâu. Không sao, tớ tin chúng ta sẽ làm được mà. Thôi nào các cô gái, chỉ là mới thử thách nhỏ thôi mà, làm sao có thể không vượt qua được chứ. Được rồi, bây giờ mọi người đi theo mình. Rồi, ê ê ê. Ok, bây giờ vượt qua thử thách này mình sẽ mọi người thấy sao? Ok, bây giờ mình sẽ nhảy qua đây. Đó, cố lên mọi người. Chúng ta chỉ cần vượt qua thì để tớ. Hay chà. Ôi chà. Gì vậy? Cà vui trời. Sammy cố lên, cố lên. Ôi. Ây da. Cố lên nào, cố lên nào. Bây giờ mấy cậu chỉ cần để tớ. Hay. Wow, chúc mừng cà vui. Rồi. Tới Sammy. Thấy chưa, tớ đã bảo rồi, cái thử thách sức khỏe này dễ lắm. Để coi thử thách tiếp theo là gì đây. Bây giờ tụi mình phải nhảy qua cái trụ này trước nè mọi người. Mấy cậu cẩn thận nha, đó có mấy cái lửa lửa nè. Hiện tại là đang có 3 cây cầu. Để mình coi thử coi. Cầu vàng, cầu kim cương và cầu sắt. Các bạn nghĩ tụi mình nên đi đâu, cánh cổng nào đây ta? Để tôi coi coi. Hay là mình đi từ nhỏ tới lớn trước à? Bây giờ mình đi cánh cổng gọi là sắt trước đi. Ok. Rồi. Đúng được á, từ trái sang phải đi. Rồi, ok, đây là cánh cổng sắt mọi người. Không biết cánh cổng này sẽ dẫn tụi mình đi đâu nữa. Rồi, ok, đi thôi mọi người. Ê, tớ nghĩ cái này cũng đúng á. Mình đi từ cái nhỏ đến cái lớn á, xong rồi mình sẽ lớn dần lên luôn. Hợp lý. Cái gì đây? Kiếm sao? Chẳng lẽ chúng ta phải đi chiến đấu với ai đó? Ok, cắt dèm, cẩn thận. Ok, ok, được rồi. Tớ nghĩ là chiến đấu mấy sự lười biếng này, chiến đấu với những gì đó không hay đó. Cái gì? Tôi thấy được. Ủa, hất kia. Tụi mình phải chiến đấu với quái vật hất kia mọi người. Chở cái gì vậy? Ấy rồi, đây rồi, để tớ giúp các cậu. Hay, ok, ok. Trời các bạn ơi, đúng là làm gọi là idol không có dễ tẹo nào, vừa tập sức khỏe vừa tập đánh quái vật luôn mọi người. Vậy là mình chọn cánh cổng này là sai rồi mọi người ơi. Vậy là cánh cổng này không phải rồi các bạn ơi. Bây giờ mới chọn cánh cổng nào đúng ta?
Thôi bây giờ mình chọn gà nghĩ là kim cương đúng ý. Tại vì kim cương là con đường trở thành idol xịn vợ nhất rồi còn gì nữa. Nó lấp la lấp lánh nè. Nếu mà trở thành idol thì phải lấp la lấp lánh như kim cương. Được rồi, tụi mình sẽ chọn kim cương. Ok. Rồi. Xịn nha, xịn nha. Cái gì đây? Hãy chạy thật nhanh để xuyên qua bức tường. Ồ, là bây giờ mình phải chạy thật nhanh để xuyên qua bức tường này mọi người. Xuyên được không nhở? Ok. Ở đây ghi vậy thì mình phải tìm tôi bấm nghĩ là được á. Ok. Rồi bây giờ ba chúng ta hãy chạy một mạch, chạy thật nhanh nha. 3 2 1 vô. Bởi vì ăn nhiều sẽ bị mập mọi người. Ai bảo làm idol sướng vậy trời. Nhưng mà không sao, tụi mình cố gắng để có thể trở thành idol. Đúng vậy, đây là ước mơ của tụi mình à. Nên tụi mình sẽ không bỏ cuộc đâu các bạn. Và hình như đây chính là cánh cổng cuối cùng. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Được rồi, đi thôi. Vô. Đi. Ok. Và để trở thành gọi là một nhóm idol thật sự, tụi mình phải học cách ăn mặc làm sao trông thật là xinh đẹp với mọi người. Ok. Bắt đầu thôi. Ok, và chủ đề của chúng ta đó là Black Lives Party. Một cái bữa tiệc và kiểu bữa tiệc đèn á. Ok, chúng ta sẽ hóa trang phong cách màu đen mọi người. À là ngầu đồ các kiểu đúng không? Ok. Đúng rồi, nó phải ngầu nha. Rồi đi làm idol mà phải mặc đồ đen đen vậy hả? Không sao, chúng ta phải phá cách đó mọi người. Đó, mình sẽ mang phong cách phá sao cách. Sao mình sẽ làm y chang như vậy? Chị em mình biết phong cách mà đúng không chị em? Cố lên. Đúng rồi, mình là người phong cách thì mình sẽ chiến thắng thôi. Rồi, ok, tóc này mà đen á đảm bảo là bá cháy luôn. Đấy, trời ơi, quá là xinh luôn. Và tiếp theo mình sẽ chọn cho mình một cái áo thật là cháy cho buổi tiệc của mình. Mình thấy là cái này là có gọi là gì đó rất là tiềm năng luôn mọi người. Đấy, và tiếp theo chúng ta sẽ mang cái guốc. Look at this girl, so cool right? Mình sẽ giữ nguyên như này cho nó ngầu các bạn ơi. Đó, chứ mặc váy hoài các bạn bảo mình gọi là như ta mặc hoài một cái váy à nên không được, mình sẽ mặc nguyên bộ này luôn nha. Rồi và tiếp theo chúng ta sẽ chọn một cái biểu cảm trông thật là gì ta ác một xíu. Đó, trông thật là quyến rũ. Đấy, thấy chưa? Ừ, rất là chị đại nha. Hình như mình thấy cũng có người mặc y chang rồi đó. Chắc ai cũng sẽ mang cái biểu cảm đấy mọi người. Đấy. Thấy chưa? Oh my god, US đây á mọi người. Ok, và tiếp theo mình sẽ chọn phụ kiện. Nó phụ kiện rất quan trọng nha, để khiến bạn trở nên gọi là lộng lẫy hơn. Đấy, đó, ác như ác quỷ luôn mấy má ơi. Đó, trời ơi. Chết rồi, tôi đã bấm xóa hết đồ tôi đang mặc rồi. Gì vậy bà ơi? Rồi xong, cố gắng làm lại nha. Trời ơi, sắp hết giờ đó. Ok, đấy, mấy cái phụ kiện làm cho mình cháy hơn mọi người. Đó, mình thấy ở trong đây thì có gọi là cái đây, mặt nạ tơ nhện. Trời ơi, làm Spider-Man đồ đó các bạn ơi. Sắp hết giờ nữa chứ. Ok, được rồi. Đây là toàn, hôm nay là toàn chủ đề phép thuật không các bạn, không có gì cháy hết trơn á. Có cái nơ này có vẻ khá là cháy. Nó chỉ là gọi là cháy một xíu thôi các bạn, chứ không có gọi là quá là cháy mọi người. Bây giờ làm sao để trở thành một cô gái crazy, một cô gái nổi loạn đây các bạn ơi. Rồi coi, để coi. Sao mình thấy ai giống Sam vậy? Sam ơi. Ủa sao chị giống em vậy? Ủa sao giống chị vậy? Trời ơi, rồi chị em mình giống đồ nhau rồi. Trời ơi. Mọi người đang giống nhau mọi người ở đâu nha? Tính ra không biết thôi, ba chúng ta là một nhóm mà giống đồ sao đâu đúng không nào? Ủa chị, trời ơi, sao giống nhau chơi vậy? Ủa giống nhau hết hả? Đâu đâu cho tôi coi với. Đâu đâu
mọi người đâu rồi? Hả? Nè, đang ở chỗ cánh nè. Ok, và chúng ta sẽ xem gọi là ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc thi hóa trang nha mọi người. Let's go. Hello, xin chào mọi người. Và đây là mình nè. Đó. Trời ơi, cảm ơn. Cho mình 5 sao nha các bạn. Cảm ơn. Okay. Quá đẹp sao rồi. Chiến nha trời. Chiến chứ, nhóm tụi mình ai cũng phải chiến hết trơn á trời. Đấy. Ok, và là tiếp theo đó chính là Camui. Wow. Cái này là gì ta? Camui gọi là bảy màu sắc cầu vồng đó các bạn. Cái gì nhắn lên người hết trơn á mọi người. Wow. Ok, và người chiến thắng chính là ai đây các bạn ơi? Ai ta?
Và kể từ đó, ba tụi mình đã trở thành một nhóm idol siêu nổi tiếng và ai ai cũng biết tới tụi mình. Đúng là sau bao nhiêu cố gắng, tụi mình đã đạt được ước mơ của tụi mình. Nên các bạn hãy luôn cố gắng hết mình vì ước mơ của bạn nha.